Biển đi. Biển đi sâu lắm. Anh uống bia thì chả ngon. Bia mông. Bia mông bia đủ. Mấy con đường bệnh mà. Cảm ơn con đường. Mấy đứa gái mới lớn nhìn cái bụng thấy sướng không? Tối đó cho sinh hoạt ở đây làm vợ con nên nằm nhà. Anh hiểu không? Anh không mở rộng cái tối nay tối nay đó cho sinh hoạt ở đây làm vợ con nên nằm nhà. Anh hiểu không? Anh không mở rộng cái tối nay Gọi gì mà hai ký cường? Thiếu Lâm ơi, thiếu chiếc sáp. Chiếc sáp đi cùng quen. Mấy cái đó là không phải là những cái hiệu nhãn hiệu nổi tiếng. Mà chỉ những cái này là vừa rồi. Chơi đồ cổ mà những cái thương hiệu mà nổi tiếng. Chứ không phải là chơi giờ. Nếu mình nắm phủ toàn thế giới là coi như cuối cùng là mấy tường lửa là bỏ công hết ha. Nhưng mà nó vô kêu 60 chủ ở Việt Nam, chủ đặt mấy chủ ở đây. Nhưng giống Trung Quốc.
cho nó bị cách nó phá thôi, giờ thằng kia phải rút ra thôi. Đi làm tự mình đi cái đường này, chứ thực sự nếu mà mình đi đường quốc lộ 1 thì nó là chục cây là nó đâu có sợ ba cái vụ đó. Đi đường tụng đi đi chừng nó bán chục hecta chừng chục triệu tụng có dám mua không? Hả? Yên Thuận nè, chục hecta chục triệu không dám mua, có chục triệu hơn là được chục hecta ở đây rồi. Cỡ đó mình nó không bán như nó bán tao mua liền vậy, tao sợ gì đâu. Vài chục triệu mà bỏ không đó dục đó năm ba năm sau là có cái giấy tôi giấy bỏ không nữa là rồi. Đụng mẹ ai biết sau này rồi mày có dự án giữa đồ này kia khác đã đầu tư nước ngoài nước ngoài nó phát triển thêm, nó cũng dự án gì bây giờ có dân về là tự nhiên là nó lên giá lẹ, nó giá lẹ còn thì giống như mấy công ty đồ nó làm ra việc gì hết, sau này là ô hết cho đâu nào cằn cỗi tôi chơi cái keo la tràm xuống làm trang trại không? Kiếm cái chỗ khách sạn nào gần nhà mày thở ở cái đêm mai đập đá chơi chưa vô đá chế để thôi cho mày đâu có đi tâm mày được bà con chứ mày thì tao mượn mai tao mượn xe mà tao đi rồi xong tôi đi xuống Quy Nhơn là đi lên xe tối lên xe rồi rồi về chín tám bắt đầu á tám à tám mình đi bữa ngày sáu hả không sáu đi mấy ba ngày đi đạp ôm hết nữa nó bay vô trong hàng rào lập xe cho dở ngặt cái chứ còn cái đó không có đầu cua mà thấy hồi ở Quy Nhơn ấy mình theo cái chiều mà cua thuận đó là ví dụ mình muốn qua trái mình bẻ đó là đang xuống dốc và nó bị tuột tuột mà tuột trên lầy á dốc trên lầy á chợt thì phải nó điện nó cuốn nó đã chợt rồi nó chợt rồi mất thì mất nó mất cái lái anh lái đâu được ở đâu cũng đi đâu đi mà bẻ đi lái nhưng qua nó ngang nó lốc cho nó chạy cho nó chịu ra thẳng thôi chứ nó bẻ nó cũng đi thẳng cái của tôi bán à tôi bán lấy đồ của nhà nước tôi bán đó để quẹo về Tam Kỳ mà quẹo mặt về Tam Kỳ đi đem mặt về Tam Kỳ rồi nhưng mà đi chết đi tối nữa được đâu đã ra cửa sông thì sao đâu có cầu qua đâu nhất trí liền vậy thôi cho nói tiếng nào hết được. Dân Quảng Nam cũng nghèo nhưng mà xây nhà thờ họ là tốt nhất nhất Việt Nam nhất Việt Nam xây mô mã cũng bự nhất Việt Nam còn mình quá không nhà thờ họ ngồi này lớn nhất á nhà thờ họ thì lớn nhất còn ngồi đi giờ đổ bát lúc nào cũng cần lắc lư cho họ đi rét luôn ngay với tôi.